Sáng ngày 24 tháng 10 năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công xây dựng mới hội trường, phục vụ công tác an ninh quốc phòng và nhiệm vụ quân sự địa phương. Theo thiết kế, công trình xây mới hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh có sức chứa 300 chỗ ngồi với quy mô 2 tầng và các công trình phụ đảm bảo phục vụ các hội nghị, các nghi thức quân sự, hoạt động lễ tân và các sinh hoạt trong nhà có đông người tham gia. Tổng mức đầu tư công trình là 28 tỷ 106 triệu đồng do hai đơn vị trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Ngọc Lực và công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Vinh thi công. Công trình xây dựng dự kiến hoàn thành sau thời điểm khởi công 300 ngày.